Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ hai ngày 4 tháng 2 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Mỹ Những Cơn Chấn Động tập 13. 6 giờ phim hoạt hình phim Mall. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ ca nhạc giai điệu quê hương. 7 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần. 8 giờ 15 phút di sản thế giới. 8 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Trung Quốc. 9 giờ cuộc sống quanh ta dinh dưỡng cho trẻ. 9 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Bức Đại Tự tập 1 và 2. 11 giờ 10 phút ai nhanh hơn. 11 giờ 25 phút kiến thức tiêu dùng, làm đẹp giới, sữa tắm dưỡng da. 12 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Những Người Bạn Thân tập 3 và 4. 13 giờ 45 phút khéo tay hay làm, giò chả chế biến. 14 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Dạ Vũ tập 17. 14 giờ 45 phút phim truyện Việt Nam Nấc Thang Mới tập 7. 16 giờ câu lạc bộ thể thao. 16 giờ 40 phút nhịp sống thể thao. 17 giờ chiếu phim truyện Trung Quốc Thái Hậu Bắc Ngụy tập 41-42. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ phim truyện thiếu nhi khu vườn bí ẩn. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những Cô Gái Siêu Nhân. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ quả táo đỏ. 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest. 20 giờ 30 phút chương trình thử thách. 21 giờ 25 phút khám phá. 21 giờ 35 phút tâm hồn diệt. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút ca nhạc Nàng Xuân Du Ca. 23 giờ 20 phút du lịch và cuộc sống. 23 giờ 40 phút tin cuối ngày, tin thế giới.